Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump nhận cảnh báo có thể thua ở tiểu bang quan trọng. Bà Harris khó lấy lòng cử tri nam giới trong công đoàn. Vấn đề nạo phá thai đốt nóng cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Số đồng minh của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang cảnh báo rằng ông có thể thua ở tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania. Trích dẫn số liệu bỏ phiếu sớm cho thấy tỷ lệ phụ nữ đi bỏ phiếu cao. Tính đến tối ngày 31 tháng 10, đã có gần 62 triệu phiếu bầu sớm được bỏ, trong đó phần lớn là phụ nữ, với tỷ lệ 54% so với 44%. Theo số liệu theo dõi của NBC News, một xu hướng cũng diễn ra ở Pennsylvania Cuộc đua tại tiểu bang này dự kiến sẽ được quyết định bởi vài nghìn phiếu bầu và cả hai ứng cử viên của các đảng lớn đều đã nhiều lần vận động tranh cử tại đó. Hầu hết các cuộc thăm dò ở Pennsylvania cho thấy khoảng cách khá hẹp giữa các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, với mức chênh lệch dao động ở trong biên độ sai số, khiến cho tiểu bang này trở nên khó đoán. Các đồng minh của ông Trump như nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk của Tony Porterson đã đăng tải trên X rằng, cho đến nay, tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở Pennsylvania chủ yếu là phụ nữ đồng thời nói thêm rằng nếu đàn ông ở nhà, bà Kamala sẽ là tổng thống. Ông khuyến khích, đàn ông cần đi bỏ phiếu ngay bây giờ. Pennsylvania có dân số 13 triệu người, đông dân thứ năm ở Mỹ và nắm giữ 19 phiếu đại cử tri, nhiều nhất trong 7 bang chiến trường. Pennsylvania được ví như nước Mỹ thu nhỏ về cả mặt nhân khẩu học, kinh tế và chính trị. Đây từng là một bang sản xuất, sau đó dần chuyển sang các ngành công nghiệp hiện đại hơn và kinh doanh. Đa phần dân số Pennsylvania là người da trắng, nhưng các cộng đồng người nhập cư cũng đang gia tăng. Tại một số khu vực như thành phố Allentown, người gốc Latin và Tây Ban Nha chiếm đa số. Tỷ lệ người da màu tại Pennsylvania là 12%, chỉ thấp hơn một điểm phần trăm so với cả nước Mỹ. Hồi tháng 10, kết quả những tham dò cho thấy ông Trump và bà Harris ngang ngửa tại Pennsylvania. Theo trang theo dõi thăm dò 538 ABC News, bà Harris đang dẫn trước ông Trump chưa đến một điểm phần trăm, biên độ gần như không thay đổi từ khi đảng Dân Chủ thay ứng viên. Trong một trăm cuộc bầu cử giả định ở Pennsylvania, do 538 thực hiện, bà Harris thắng 54 lần, ông Trump thắng 46 lần. Do Pennsylvania là bang đáng giá nhất, chiến dịch của ông Trump và bà Harris đều đang dành đáng kể nguồn lực cho vùng này. Bà Harris cùng đồng minh đã chi 21,2 triệu đô la Mỹ cho các quảng cáo chính trị tại đây, gấp 3 so với bang Georgia, gấp đôi so với Michigan và 18 lần so với Bắc Carolina. Với những diễn biến hiện tại, Cuộc đối đầu giữa bà Harris và ông Trump hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, khiến cho việc dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ càng trở nên kịch tính hơn. Thậm chí, giới quan sát còn cho rằng, trong trường hợp kết quả chênh lệch xích sau, nước Mỹ sẽ phải đón chờ cho một cuộc giằng co pháp lý kéo dài. Trong kế hoạch xây dựng một chính quyền mới vừa được công bố, ông Trump tiết lộ sẽ giành một vị trí đối thủ cũ, Robert F. Kennedy Jr. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định, điều này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của cử tri dành cho ông Trump khi cuộc đua đang tiến gần về đích. Trong thời gian tham gia chính trường với tư cách một đảng viên dân chủ, ông Robert F Kennedy Jr đã nhiều lần công khai chỉ trích cựu tổng thống Mỹ. Một trong những đòn tấn công chính mà ông Kennedy nhắm thẳng vào đối thủ Trump trong năm tranh cử 2024 là tuyên bố cáo buộc ông chủ cũ nhà trắng phạm tội tham nhũng. Theo ông Kennedy, ông Trump đã giao chính quyền của mình cho những người vận động hành lang doanh nghiệp và các nhóm lợi ích đặc biệt, khiến nền chính trị Mỹ không còn trong sạch. Mọi chuyện đột ngột sẽ hướng sau cái bắt tay bất ngờ giữa cựu ứng viên dân chủ Kennedy Jr. và người đại diện tranh cử của Đảng Cộng hòa Trump tại một cuộc vận động ở Desert Diamond Arena, Arizona ngày 23 tháng 8 năm 2024. Đó cũng là lúc ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. rút tên khỏi lá phiếu của 10 bang chiến trường và tuyên bố sẽ hậu thuẫn ông Trump. Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông Kennedy cũng tiềm ẩn rủi ro đối với cựu Tổng thống khi phe Dân Chủ đang tìm mọi cách khắc họa ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa với các mối quan hệ kỳ lạ là hiểm họa đối với đất nước. Theo các nhà quan sát nhận định, phần lớn những gì ông Kennedy đang nỗ lực thúc đẩy đều có vẻ tích cực, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ủy ban tranh cử Make America Healthy Again của ông hứa hẹn sẽ tập trung vào các hoạt động nông nghiệp tái tạo, bảo tồn môi trường sống tự nhiên và loại bỏ độc tố khỏi thực phẩm, nước và không khí của con người. Tuy nhiên, những ý tưởng đó vẫn thiếu chi tiết, chưa kể bản thân ông Kennedy cũng vướng phải nhiều sự chỉ trích kể từ khi rời Đảng dân chủ để ra tranh cử tự do. Lý lịch tư pháp không hoàn toàn trong sạch với một lần bị bắt giam và nhiều tuyên bố gây tranh cãi cũng khiến ông Kennedy Jr. khó thu hút được sự ủng hộ từ cử tri. Ngoài ra, hồi tháng 9 ông Kennedy Jr. cho biết Bản thân chỉ đình chỉ chiến dịch tranh cử, chứ không chấm dứt hoàn toàn. Ông cũng rút tên khỏi lá phiếu của mấy bang chiến trường, trong khi vẫn giữ tên trên lá phiếu của những bang còn lại. Điều đó đồng nghĩa với việc ứng viên tự do này vẫn là một trong những đối thủ tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Dù mức độ ảnh hưởng của ông tới cuộc đua không lớn như Phó Tổng thống Kamala Harris, các nhà phân tích nhận định, dù các ứng cử viên của bên thứ ba khó có thể giành chiến thắng, nhưng cũng không phủ nhận rằng họ vẫn có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc đua bằng cách thúc đẩy một trong những ứng cử viên của đảng lớn đắc cử. Trong khi nhiều người vẫn khẳng định cử tri Mỹ xứng đáng được lựa chọn và các ứng cử viên độc lập buộc những người được đề cử của đảng lớn phải chú ý đến các vấn đề thường xuyên bị bỏ qua, có ý kiến cho rằng những cái tên đến từ bên thứ ba không khác gì những kẻ phá đám. Ứng viên Kennedy Jr. có thể gây tác động lớn nhất ở các bàn chiến trường, nơi ông đã kêu gọi người dân ủng hộ bỏ phiếu cho ông Trump. Tên của ông sẽ vẫn xuất hiện trên lá phiếu ở các bang chiến trường Wisconsin và Michigan sau khi hai bang này từ chối xóa tên ông khỏi phiếu bầu. Một tháng sau, khi yêu cầu giới chức New York giữ tên mình trên lá phiếu bầu tổng thống của tiểu bang này, ngày 30 tháng 10 ông Kennedy Jr đã yêu cầu tòa án tối cao xóa tên mình khỏi những lá phiếu tại tiểu bang chiến trường Wisconsin. Ông Kennedy cũng có ý định đưa khiếu nại tương tự lên tòa án tối cao để được biến mất khỏi ngày bầu cử ở Michigan. Tuy nhiên, Tòa án tối cao đã từ chối yêu cầu này của ông Kennedy Jr vào ngày 30 tháng 10. Phán quyết trên của tòa án có thể khiến tỷ lệ ủng hộ bị chia nhỏ và ảnh hưởng đến cựu tổng thống, đặc biệt khi bang Michigan và Wisconsin là hai bang dao động, nơi ông Trump đang cạnh tranh gay gắt với đối thủ Kamala Harris. Dẫn kết quả phân tích hơn 15.000 câu trả lời trong các cuộc thăm dò của Reuters, IPSOS được thực hiện trong tháng 10, tính đến ngày 21 tháng 10 cho thấy ông Trump hiện chỉ kém phó tổng thống Harris 2 điểm trong số những cử tri nam giới gốc Latin với tỷ lệ 44% đến 46%. Qua đó, thu hẹp khoảng cách đáng kể so với mức thua tới 19 điểm của ông so với ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ vào cùng thời điểm này của kỳ bầu cử năm 2020. Trong khi đó, lợi thế của ông Trump liên quan nhóm cử tri da trắng đã bị xóa mờ nhờ bởi sự ủng hộ ngày càng tăng đối với bà Harris trong số phụ nữ da trắng. Thành phần cử tri này đã ủng hộ ông Trump nhiều hơn ông Biden 12 điểm vào cuối năm 2020, nhưng hiện họ chỉ còn ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hơn ứng cử viên Dân Chủ 3 điểm 46% so với 43%. Nhiều công đoàn tại Mỹ lâu nay ủng hộ các ứng viên Đảng Dân Chủ, tuy nhiên trong những năm gần đây, ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã thu hút được sự ủng hộ từ khu vực này, tạo ra thách thức đáng kể đối với bà Harris trong cuộc bầu cử năm nay. Khi ngày bầu cử Mỹ đến gần, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên tổng thống đảng dân chủ, đang gặp khó khăn trong việc nhận được sự ủng hộ từ các tình nguyện viên nam giới trong một số công đoàn lao động lực lượng đóng vai trò then chốt trong chiến dịch vận động bầu cử. Bà Lee Suler, chủ tịch của afl ceo liên đoàn công đoàn lớn nhất Mỹ, cho rằng một phần nguyên nhân là do định kiến giới. Bà nói: "Thật lòng mà nói, một số người nhìn vào ứng viên nữ và lập tức cho rằng cô ấy không phù hợp với vai trò lãnh đạo. Không ai nghi ngờ Donald Trump theo cách đó." Điều này đặc biệt thấy rõ tại các công đoàn trong ngành xây dựng như điện và ống nước, với đa số thành viên là nam giới da trắng. Ngược lại, ở các công đoàn dịch vụ có sự đa dạng hơn, khi bà Harris đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nữ giới. Một cuộc thăm dò của Reuters IPSOS gần đây cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 36% trong nhóm người thuộc các gia đình có thành viên tham gia công đoàn, dù mức ủng hộ giảm nhẹ so với ông Biden thời điểm năm 2020 sự ủng hộ dành cho bà Harris vẫn cao hơn ở một số khu vực như Racine, Wisconsin. Tuy nhiên, Công đoàn Quốc tế của Teamster với 1,3 triệu thành viên trên khắp nước Mỹ đã không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong năm nay. Khi kết quả thăm dò nội bộ, cho thấy ông Trump vẫn đang dẫn trước bà với tỷ lệ 59,6% và 34%. Tầm quan trọng của phiếu bầu cử từ công đoàn không thể bị xem nhẹ, đặc biệt ở các bang then chốt như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nơi công nhân công đoàn chiếm 1 phần 5 số cử tri. Các thành viên công đoàn cũng là lực lượng chính trong chiến dịch Get Out the Vote của Đảng Dân Chủ, đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục cử tri tại các bang trọng yếu. Bà Harris đã bác bỏ quan ngại rằng định kiến giới có thể cản trở cơ hội của mình, tuyên bố rằng đất nước hoàn toàn sẵn sàng bầu một nữ tổng thống. Phá thai từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi sâu sắc trong chính trường Mỹ. Tuy nhiên mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi tòa tối cao nước này đảo ngược phán quyết Roe v. Wade vào năm 2022 dẫn đến việc chấm dứt quyền phá thai được hiến pháp bảo vệ gần 50 năm. Theo tổ chức KFF, cứ 6 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Mỹ thì có một người cho rằng phá thai là yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử năm nay. Một bài khảo sát của New York Times công bố vào tháng 10 cũng cho thấy phá thai là vấn đề quan trọng thứ hai đối với các cử tri chỉ đứng sau kinh tế. Bà Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền phá thai trong chiến dịch tranh cử, cam kết sẽ bảo vệ và mở rộng quyền tự do sinh sản. Trong khi đó, ông Trump, người từng nhiệt tình ủng hộ phán quyết của tòa án tối cao đối với quyền phá thai, trong thời gian gần đây đã nhiều lần thay đổi quan điểm. Hồi tháng 4, ông Trump đã cảnh báo Đảng Cộng Hòa không nên có lập trường quá cứng rắn về vấn đề quyền phá thai trước cuộc bầu cử vào tháng 11, cảnh báo rằng vấn đề này có thể khiến Đảng Cộng Hòa mất ghế Tổng thống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội True Social, ông Trump đã nhắc đích danh tới Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham. Ông Graham đang có cách tiếp cận khá cưng rắn về vấn đề này, trong khi ông Trump mong muốn cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Ông Trump nói, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham gây bất ngờ lớn cho Đảng Cộng Hòa và đất nước chúng ta. Đảng Dân Chủ cánh tả cấp tiến yêu thích vấn đề này, tức quyền phá thai, và họ muốn tiếp tục duy trì nó miễn là Đảng Cộng Hòa sẽ cho phép họ làm như vậy. Động thái này của ông Trump khiến phe bảo thủ và các nhóm phản đối quyền phá thai cảm thấy thất vọng, nhất là khi vào đầu tháng 10, ông cho biết sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu trở thành tân tổng thống và ủng hộ việc trao quyền quyết định vấn đề này cho từng tiểu bang. Vợ ông và là cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền phá thai. Trong cuộc bầu cử sắp tới, người dân ở 10 tiểu bang sẽ có cơ hội quyết định liệu quyền phá thai có được đưa vào hiến pháp của tiểu bang mình hay không. Các bang này bao gồm Montana, Arizona, Missouri, Nebraska, Colorado, Florida, Maryland, Nevada, New York và South Dakota với những quy định khác nhau về quyền phá thai. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đang trong cuộc đua so kè từng ly vào Nhà Trắng trong những ngày cuối cùng trước mốc mùng 5 tháng 11 tới và nhiều tỷ phú Mỹ đã hà hơi tiếp sức cho cả hai báo financial times nhận định trong bối cảnh nhiều người giàu nhất thế giới đang chi hàng chục triệu đô la mỹ để giúp ứng cử viên ưa thích của họ giành chiến thắng thì có một số ít tỷ phú có thể giúp xoay chuyển kết quả của cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm nay ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump và ứng cử viên đảng dân chủ kamala harris đang chạy đua nước rút cho cuộc đua vào nhà trắng nhiều tỷ phú mỹ đã liên tục tiếp sức cho cả hai cuộc bầu cử mỹ năm nay đang trên đà trở thành cuộc bầu cử tổng thống mỹ tốn kém nhất trong lịch sử Tính đến giữa tháng 10, các ứng cử viên và các nhóm đồng minh đã huy động được tổng cộng hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Theo phân tích của Financial Times, đến nay các tỷ phú đã quyên góp ít nhất là 695 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 18% tổng số tiền huy động được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Từ tháng 1 năm ngoái cho đến giữa tháng 10 năm nay, các nhóm ủng hộ tổng thống Joe Biden và bà Harris đã huy động được 2,2 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn so với mức 1,7 tỷ đô la Mỹ của nhóm ủng hộ ông Trump. Những con số trên càng cho thấy số tiền chảy vào chính trường Mỹ đã gia tăng đáng kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép các cá nhân quyên góp số tiền không giới hạn cho các siêu nhóm hoạt động chính trị, hay còn gọi là siêu park và độc lập với các chiến dịch tranh cử chính thức. Trong tổng số tiền mà bà Harris huy động được, chỉ có 127 triệu đô la Mỹ, tương đương với 6% là do các tỷ phú quyên góp. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với phía ông Trump. Trong số những tỷ phú chi tiền ủng hộ bà Harris, có người đồng sáng lập Facebook Dustin Moscovitz, nhà đầu tư mạo hiểm Reid Hoffman, doanh nhân Michel Bloomberg. Ngoài ra còn có thông tin tỷ phú Bill Gates thầm lặng quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, các nhóm ủng hộ ông Trump đã nhận được ít nhất là 568 triệu đô la Mỹ từ các tỷ phú, tương đương 34% tổng số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông huy động được. Tỷ phú Tim Mellon là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ông ủng hộ 150 triệu đô la Mỹ cho nhóm Make American Great Again của ông Trump, chiếm khoảng 45% tổng số tiền tài trợ cho tổ chức này. Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, cũng đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ cho America Park để ủng hộ ông Trump. Trong khi các tỷ phú đến từ thung lũng Silicon cho tới phố Wall đã ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris bằng các khoản quyên góp, một số tỷ phú như là Jeff Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sam Altman hay là Larry Page không công khai ủng hộ bên nào. Hôm 25 tháng 10, báo Washington Post, nhật báo hiện do ông Bezos sở hữu, lần đầu tuyên bố trung lập trong bầu cử Mỹ sau hơn 30 năm có xu hướng ủng hộ Đảng dân chủ.